Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em đi xách máy gặp cái tình trạng lạ nha anh em. Đây là con vang số BF Audio K7 ha. Đây mình mở phần mềm lên nó báo lỗi vậy nè anh em ơi. Đây nó báo là 21 trăm mấy ignore gì nè. Nãy mình thử 2-3 sợi dây rồi anh em, nó vẫn bị y chang vậy ha. Đổi máy tính khác nó cũng bị y chang vậy luôn. Thì để khắc phục cái lỗi này á, anh em vô control panel nè. Rồi mình vô cái ngôn ngữ với ngày giờ nè. Đây mình chọn cái này ha. Rồi ở đây là định dạng Việt Nam nè, mình chuyển sang tiếng Anh nha nè. Đây mình chọn English nè, mình chọn là United States Đức Mỹ nè. Chọn đen cái rồi nhấn apply. Ok. Bây giờ mình mở lại nè, BFK7 nè. Rồi ok, vô bình thường anh em ơi. Nãy nó quần mình cái tiếng hộ nha anh em, thử đắp cái khác nó bị lỗi y chang luôn. Đây, đã vô rồi nha anh em, thiệt là hay não.